Tại sao có cái bài này? Tại sao có bài này? Thì nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là một bệnh lý rất thường gặp ở trẻ em. Dựa vào mô hình bệnh tật, hay đơn giản nói mô hình bệnh tật thì khó hiểu quá, thì người ta thống kê cho em bé thường bị bệnh gì nhất, thì bệnh lý đường hô hấp là bệnh rất là thường gặp. Cái này cái máy này nó làm cái gì trời? Những cái bệnh lý thường gặp người ta thống kê lại thì trong đó có bệnh lý là nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, và nặng nhất của nó là viêm phổi, là bệnh lý đường tiêu hóa, và nặng nhất hay là thường gặp nhất là tiêu chảy. Và chính vì vậy Tổ chức Y tế Thế giới người ta mới viết ra cái chương trình là ARI và CDD. Một số các cái chương trình khác ví dụ như suy dinh dưỡng, ví dụ như là sốt xuất huyết, để làm gì? Để giúp cho các cái nước đang phát triển, ví dụ như Việt Nam của mình, có thể nhận biết được bệnh lý này đúng, sớm xử trí đúng ha, mà trong cái điều kiện khó khăn, để giảm được cái tỷ lệ tử vong cũng như là giảm được cái tỷ lệ mắc bệnh của trẻ em. Đó là cái mục tiêu của nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ARI. Và vì vậy ARI là của Tổ chức Y tế Thế giới, chứ không phải của riêng Việt Nam ha. Việt Nam đem về dịch và áp dụng. Giai đoạn đầu thì chương trình này được thực hiện với sự tài trợ của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các cái nước đã phát triển. Bây giờ thì chương trình này Việt Nam phải tự chạy, có nghĩa là tự chạy theo chương trình. Nếu được mục tiêu của chương trình phân loại thì cái phần này quan trọng nhất trong cái bài này, và cuối cùng là nêu được các cái biện pháp phòng bệnh. Còn là cho lớp qua, có lại đã giới thiệu rồi, đây là chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ hai, mục tiêu thứ nhất là phòng chống và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì cái mục tiêu này vẫn chưa đạt được 100%, có nghĩa là do cái sự phát triển của vi trùng, của virus, của tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn mà tỷ lệ mắc bệnh của trẻ em có giảm nhưng chưa có đạt. Tuy nhiên Việt Nam đã làm được cái chuyện này là giảm được tỷ lệ tử vong viêm phổi ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ em dưới 5 tuổi, thì cái này Việt Nam đã làm được. Về nội dung hoạt động, cái thứ nhất là phải hướng dẫn được cho người nhà, cha ba, cha mẹ phát hiện được các cái dấu hiệu mà em bé nó bị bệnh, để đưa em bé đi khám bệnh ở cái nơi phù hợp, ở các cơ sở y tế, ở các cái cơ sở, các cái y tế địa phương. Và khi tới được cái trạm y tế thì cái cán bộ y tế đó phải nhận biết được tình trạng của em bé, mức độ nặng nhẹ như thế nào và xử trí cho đúng. Ở đây dùng chữ chẩn đoán, nhưng tí nữa các bạn sẽ thấy là người ta dùng là phân loại bệnh chứ không phải là chẩn đoán. Và cuối cùng đây là việc mà chúng ta cần phải làm, có nghĩa là nhân lực nhà nước phải làm là cung cấp đầy đủ thuốc thiết yếu để điều trị. Thì cho tới thời điểm này các cái thuốc thiết yếu, kể cả các cái nước đã phát triển, người ta đã thống kê rồi, thuốc thiết yếu nếu như có đầy đủ thì có thể quản lý được khoảng 80-90% bệnh lý ở trẻ. Các cái thuốc khác không nằm trong một thuốc thiết yếu thì nó chỉ chiếm được có 10% các cái bệnh lý, hoặc là một số nơi thì tầm 20% các cái bệnh lý trẻ. Và vì vậy mà tủ thuốc thiết yếu rất quan trọng. Rồi về phần kháng sinh thì tôi không biết là các bạn có hay không. Đó, có lúc thì có, lúc thì không, tôi không biết. Tôi dạy có lớp có, lớp không. Rồi thì ghi giùm tôi cái này, gạch tích giùm tôi cái thứ nhất, nhóm sulfamid có thì kìa, gạch tích, ủa sao có mà phải ghi hả? Ờ, rồi nhóm sulfamid gạch đất chữ kiềm khuẩn hoặc ghi hai chấm kiềm khuẩn. Rồi khác có tác dụng lên gan dương lẫn gan âm, có tác dụng lên gan dương lẫn gan âm, hấp thu tốt ở đường tiêu hóa và đào thải qua thận. B
Vâng, viêm ngắn rộng vậy thôi. Đối với nhóm Teta Lacta thì đó là Penicillin, Ampicillin, Amoxicillin. Bây giờ mình ít sử dụng cái nhóm Penicillin, nhưng hai nhóm Ampicillin và Amoxicillin cũng nằm trong Teta Lacta này nha, thì vẫn còn có hiệu quả. Đặc biệt nhất ở đâu? Ở các nước đã phát triển. Việt Nam thì một số thuốc nó đã kháng, còn các nước đã phát triển, nghĩa là ta giàu rồi đó, thì người ta vẫn còn xài thuốc giỏ. Tôi dùng những thuốc giỏ cho các bạn ấn tượng, chứ không phải là nó giỏ thực sự, mà là thuốc rẻ tiền. Một viên Amoxicillin mà chính hãng bây giờ chắc khoảng 1.000-2.000. Nhưng các cái thuốc mới hơn, ví dụ như đơn giản như Cefuroxim, nó 7-8.000 một viên. Các cái thuốc thế hệ thứ ba 10-7.000 một viên. Cho nên các bạn thấy, và nước giàu nó lại xài kháng sinh rẻ tiền, mà mình nghèo thì mình lại xài kháng sinh mắc tiền. Do cái tình trạng lạm dụng kháng sinh dẫn tới cái gì? Kháng thuốc. Nhóm Teta Lacta thì có tác dụng là diệt khuẩn, tác dụng lên hầu hết vi trùng gram dương, cầu trùng không nào. Vậy cái nhóm cực trùng hay là cực khuẩn thì cũng vậy, gram âm nó không có tác dụng. Nhớ nha. Rồi hấp thu ở tá tràng và phần trên của họng tràng, bài tiết qua thận. Rồi còn nhiều cái nhóm khác, nhưng mà thôi các bạn nhớ hai nhóm này giùm tôi. Cập nhật mới thì bây giờ nhóm sulfonic người ta không sử dụng để điều trị các cái bệnh lý hô hấp nữa do tình trạng kháng thuốc, mà người ta thay thế bằng cái nhóm beta lactam và một cái nhóm khác là nhóm macrolide. Nhóm macrolide ví dụ như erythromycin, clarithromycin, azithromycin, mà thôi các bạn đọc ít thêm để đi làm sao không có thêm. Rồi, nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc ức chế ho, trong bài của các bạn có ghi luôn đó, nhưng cái phần đó các bạn không cần phải học. Thuốc ức chế ho là thuốc dẫn xuất của một viên, hoặc là các cái nhóm thuốc dextromethorphan thì không có chỉ định trong viêm phổi, không có chỉ định trong viêm phổi. Đặc biệt nhất là các nhóm đặc biệt dẫn xuất của một phim thì nó sao các bạn? Nó ức chế hô hấp của bệnh nhân, nó ức chế hô hấp của bệnh nhân, và những bé nhỏ nó có khả năng gây ngưng thở, và chính vì vậy mà không có khuyến cáo sử dụng. Cái đơn giản thứ hai ai cũng nghĩ ra được, đó là gì? Ho là phản xạ có lợi, là phản xạ tốt để tống xuất các cái đàm nhớ, các cái vi trùng ra ngoài, tự nhiên bé nó đường đầy nhẹ các cái chất đàm nhớ vân vân, nhưng không cho nó ho. Như vậy là làm kéo dài cái tình trạng ho của nó lên, đúng không ạ? Cho nên là các nhóm thuốc ức chế ho thì các bạn không cần phải học. Rồi trừ một số chỉ định hết sức chi tiết thì lúc đó người ta mới sử dụng. Rồi về dịch đại học thì thôi các bạn không cần phải nắm, chỉ cần nắm chung chung là ở các cái nước đang phát triển thì tử vong do viêm phổi vẫn còn cao. Và chính vì vậy mà cho tới thời điểm này, viêm phổi Tổ chức Y tế Thế giới vẫn còn bảo động, vẫn còn gọi nó là một cái sát thủ thầm lặng, sát thủ thầm lặng sai lầm chưa lần. Về nguyên nhân gây bệnh thì cũng khỏi học, khỏi học được chưa? Do vi trùng, do virus gì đó khỏi. Rồi, đây là phần các bạn cần phải thuộc mà thuộc nằm lòng luôn á. Để chi? Có hai chuyện, một là thi lý thuyết, cái thứ hai là khi đi lâm sàng các bạn vẫn phải sử dụng các cái câu hỏi này. Thứ nhất là bé bao nhiêu tuổi, bé nào khi khám bệnh cũng phải hỏi đúng không? Và phải hỏi gì? Tháng tuổi của em bé. Khi làm bệnh án nhi, khi các bạn đi qua nhi thì đã có thầy cô hướng dẫn các bạn làm bệnh án nhi. Thông thường thì bé dưới 5 tuổi các bạn nên ghi thành tháng tuổi, bởi vì cái quy định, xin lỗi, phải quy định và cái cách tính tháng, cái tính tuổi của bác sĩ
và các tính tuổi của người nhà đôi khi nó trên lệch một tuổi. Biết tại sao là gì? Và tuổi âm và tuổi dương, đặc biệt là những người vẫn còn ở cái quê đó, thì người ta tính tuổi âm sinh ra là gì? Một tuổi. Rồi xong rồi qua cái Tết cái là 2 tuổi, trong khi đó con mới được có 3-4 tháng hoặc 6 tháng thôi. Như vậy thì không có chính xác ha. Và chính vì vậy cái tuổi thì nó lại ảnh hưởng tới cân nặng, ảnh hưởng tới liều lượng thuốc của em bé, cho nên là mình phải hỏi chính xác nó là bao nhiêu tháng để mình điều trị cho nó phù hợp. Có ho hay không và ho bao lâu rồi? À, có ho hay không? Có thì đưa cô ăn thì không có, hỏi cái khác. Bị cái gì? Tiêu chảy, đưa qua CBD. Đưa qua có nghĩa là mình sử dụng cái chương trình đó để mình thăm khám cho em bé. Rồi, khóc tâm lâu rồi để làm gì? Để mình phân loại đứa này là ho cấp tính hay là ho kéo dài. Nếu ho kéo dài nó có vấn đề, chúng ta cần phải đưa nó đi bệnh viện. Mà nếu nó ho cấp tính trong vòng 1 tuần 2 tuần thì được quyền điều trị ở tại địa phương nếu nó nhẹ. Bé này có uống được hay không, có bú được hay không để làm gì? Hỏi có uống được không, có bú được không để làm gì vậy? Làm gì? Để đánh giá tình trạng nguy hiểm toàn thân. Học bài em trai rồi hả? Hả? Có học trong huấn luyện kỹ năng, cảm ơn bạn. À, để đánh giá cái dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, đây là những cái dấu hiệu cơ bản của em bé nha. Nếu như nó không làm được, có nghĩa em bé nó tình trạng nặng, và thường khi em bé không làm được cái này là nó có ảnh hưởng tới tri giác của bệnh nhân, hay các bạn gọi là dấu hiệu nguy hiểm toàn thân. Có sốt không và thời gian sốt trong bao lâu? Nhiệt độ em bé có cao không, có co giật hơi không, có ngưng thở hoặc tiếng tái hay không? Yeah. Thì đó là những câu hỏi các bạn cần phải hỏi. Ngoài ra nếu các bạn là bác sĩ thì các bạn được quyền vẫn hỏi thêm các cái câu hỏi khác để chúng ta định hình bệnh cũng như là khu vực bị bệnh của bệnh nhân. À, nó tổn thương hô hấp trên hay nó tổn thương hô hấp dưới, là cách hỏi gì, à, nó có khàn tiếng hay không, nó có khò khè hay không, vân vân. Nhưng ở đây tổ chức y tế thế giới người ta chỉ cần có bệnh hay không có bệnh, có nặng hay không nặng, cho nên ta hỏi rất là đơn giản. Và vì vậy các bạn thấy mới nãy nó có một cái chỗ ở đây huấn luyện cho cán bộ y tế, chứ nào cái huấn luyện cho bác sĩ. Cán bộ y tế ở đây ai? Cán bộ y tế ở đây là bác sĩ, là y sĩ, là nữ hộ sinh, là điều dưỡng. Tất cả các nhân viên y tế nếu được học cái chương trình ARI trong 1 tuần, có nghĩa là học về cái chương trình này trong 1 tuần thì được quyền sử dụng cái ARI để chẩn đoán hay phân loại em bé, được chưa? Nhìn và nghe đây, mới nãy có nói rồi, nếu trẻ dưới 2 tháng tuổi mà nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 60 lần trên phút thì em bé này có nhịp thở nhanh. Em bé từ 2 tháng tới dưới 12 tháng lớn hơn hoặc bằng 50 lần trên phút là thở nhanh. Em bé từ 12 tháng tới dưới 5 tuổi thì lớn hơn hoặc bằng 40 lần là thở nhanh. Được chưa? Rồi. Chúng ta chỉ cần biết thở nhanh hay không. Vậy nếu mà em bé nó 12 tháng nó thở 30 lần trên phút có nhanh không? Không, vậy mình gọi nó là gì? Nó thở nhanh không? Gọi nó là gì? À, bạn mặc áo thể dục 199 thứ hai này đi, 1, 2, 3 bạn thứ ba gọi lại gì nhờ bạn? Thở sinh lý, cảm ơn. À, thở bình thường, thở sinh lý hay đơn giản nhất là không thở nhanh, chứ các bạn đừng dùng chữ thở chậm. Đối với một em bé hay đối với người mà các bạn dùng chữ là thở chậm
có nghĩa là có bệnh hay là có tổn thương ở đâu đó mà khi thông thường có thở chậm, thì các bạn biết tổn thương ở đâu không? Ở não, chính xác, ở não, ở vỏ não, ở hành vĩ vân vân. Nó ở đâu? Ở trên đây. Có thể là một cái viêm não, có thể viêm màng não, có thể là một cái chấn thương sọ não, một cái xuất huyết não gì đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng thở chậm. Vì vậy nhớ cùng tôi là đừng gọi là thở chậm. Nếu mà đến nhịp thở nó bình thường thì các bạn được nói là nhịp thở bình thường. Bình thường thì lúc đó các bạn phải làm thêm một chuyện nữa là so với tần số thở sinh lý của em bé để các bạn quyết định nó có bình thường hay không. Còn không thì là hơn nói thật nhanh chứ đừng nói thở chậm nha. Một chuyện rồi, chuyện hai, nếu như em bé này cũng 13-12 tháng nó học tê ho 3 ngày, tôi đến nhịp thở nó là 50 lần trên phút, có thở nhanh không? 50 lần trên phút có nhanh không? Rồi mời bạn này nữ này. Có không? Chắc không? Rồi, tại sao nha? Rồi, cảm ơn bạn. Vậy tôi hỏi bạn kế bên, nếu vậy tôi đếm được có 48 lần, nó có nhanh không? Không nha. Vậy là hai bạn, bạn này dài, bạn kia. Em bé 12 tháng tuổi, nó là mốc này nha. Và chỉ cần trên 40, bằng trên 40 là thở nhanh. Cái các bạn rất dễ sai là ở chỗ đó. Các cái dấu nhỏ hơn, bằng là bằng. Nhớ cho tôi các cái nốt đó ha. Hai cái, một cái là nhỏ hơn. Còn nếu nó đã đủ 12 tháng thì tôi sẽ tính cái móc ở phía dưới này. Đó là những cái các bạn chú ý. Xem cho bé có rút lõm ngực hay không thì mới nãy tôi có giải thích cái dấu hiệu rút lõm ngực. Thì khi bệnh nhân thở hít vào thì em bé đặc biệt là nhũ nhi nó thở sao ạ? Ngực bụng, có nghĩa là ngực và bụng nó di chuyển cùng lúc, được chưa? Khi mà bệnh nhân này bị bệnh lý ở phổi, viêm phổi chẳng hạn, viêm phổi nặng chẳng hạn, thì cơ hoành nó vận dụng quá mức, nó kéo xuống dưới này, và chính vì vậy mà lồng ngực nó bị lõm vào ở thềm thiết vào của em bé, ngực và bụng dẫn đi ra ngoài nhưng 1/3 dưới nó lõm vào. Tiếng kho khe hay là gọi là wheeze hay là wheezing là tiếng nghe được ở thì thở ra do chất hẹp đường hô hấp ở phía dưới. Ví dụ các cái tiểu phế quản hay các cái phế quản mình thường gặp nhất là các cái bệnh gì, hen phế quản hay là viêm tiểu phế quản cấp. Rồi, tai đê hay còn gọi là tiếng thở rít, thì khi có tiếng thở rít là một cái bệnh lý tổn thương của đường hô hấp trên, của dây thanh âm, của nắp thanh mô, khí quản mà ở phần trên. Tiếng thở rít là tiếng nghe được ở thì hít vào do chất hẹp đường hô hấp ở phía trên, do chất hẹp đường hô hấp phía trên, được chưa? Và hai cái tiếng này giúp cho chúng ta xác định được bệnh nhân này của hô hấp trên hay của hô hấp dưới. Và chính vì vậy nó không chỉ quan trọng trong thi lý thuyết mà rất quan trọng trong cái phần khám lâm sàng của các bạn để chẩn đoán bệnh, được chưa? Đây là cái dấu hiệu rất là quan trọng. Đơn giản khi thi ho khè là tiếng nghe được ở thì thích vào do chất hẹp đường hô hấp trên, hò khè là tiếng nghe được ở thì thở ra do chất hẹp đường hô hấp dưới. Tôi cứ đảo vòng vòng như vậy là các bạn tự chọn ra cái câu đúng nhất, được ha? Rồi, ngủ tê tì khó đánh thức thì đây cũng là một trong những dấu hiệu nguy hiểm toàn thân mà mới nãy bạn một bạn có nói đó trong kia. Em bé không thể tỉnh hoặc nó mở mắt nhưng nó lơ mơ hoặc nó không quan tâm tới xung quanh, nó mở mắt rồi nó ngủ tiếp hoặc nó mở mắt rồi nó nhìn trần, thì như vậy được gọi là ni tì khó đánh thức. Sốt cao quá hoặc có hạ thân nhiệt là các cái dấu hiệu bệnh nặng, hoặc nó có cái tình trạng suy dinh dưỡng phù hoặc là teo lét, thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta cần phải chú ý. Rồi, được chưa?
Bây giờ chúng ta sẽ khám và phân loại. Tới đây thì tôi nhắc lại một chuyện tí xíu vậy, tại sao có ARI rồi lại có lại AMCI nữa. Các bạn sẽ có học một cái bài là AMCI, và tôi vẫn muốn bỏ cái bài này, nhưng mà cho tới thời điểm này chưa bỏ được, tại vì hai cái nó hơi trùng lắp một tí. Trước đây thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta có CDD, có ARE, có suy dinh dưỡng, có thiếu máu, có rất là nhiều chương trình. Và chính vì vậy khi triển khai thì một trong trạm y tế chẳng hạn, cái cô này thì đi học CDD, cái cô kia thì đi học là ARE, cái ông nọ thì đi học về thiếu máu. Một bệnh nhân vào thì sao? Nói thiếu máu thì cái ông này tử tế nói tiêu chảy thì cái cô thứ nhất tử tế, tôi ví dụ như vậy. Cho nên mà bé thì đâu có phải là chỉ có một bệnh, nó vào nó có thể vừa có sốt nè, nó có thể vừa có ho nè, vừa có thể có suy dinh dưỡng đó. Cho nên không lý do gì mà một đứa mà ba bốn người khác, hay là một người sử dụng hai ba cái chương trình. Cho nên là Tổ chức Y tế Thế giới người ta mới ghép những cái chương trình đó với nhau, cho nên mới gọi là AMCI. Có nghĩa là gì? Chương trình xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em, và khi đó một người học xong có thể có gọi được hết em bé, có thể giúp cha mẹ đã được điều trị toàn bộ hơn, chứ không phải ho vô tôi điều trị ho không, cái suy dưỡng thấp ho thì điều trị suy dưỡng thấp, nó không có nha. Và đó là lý do mà các bạn thấy có ARI rồi có CBD là như vậy nha. Có AMCI phân loại và xử trí. Thì bây giờ các bạn đọc nhanh qua giùm tôi, đối với nhóm dưới 2 tháng thì có 3 phân loại. Phân loại thứ nhất là bệnh rất nặng, phân loại thứ hai là viêm phổi nặng, phân loại thứ ba là không có viêm phổi ha, hay còn gọi là ho cảm lạnh trong AMCI. Còn đối với cái nhóm từ 2 tháng tới 5 tuổi thì nó tới 4 phân loại, đó là viêm phổi bệnh rất nặng, viêm phổi nặng, viêm phổi viêm phổi và không viêm phổi. Rồi, đó là cái phân loại các bạn phải nhớ. Đấy, ví dụ như tôi sẽ cho một tình huống em bé bao nhiêu tháng, được chưa? Bị mấy ngày, bị bệnh mấy ngày, có dấu hiệu ABC gì đó, các bạn phân loại viêm phổi nặng, không viêm phổi gì đó, thì đó là cái nhiệm vụ các bạn sẽ làm. Rồi, thì cái này học không có khó. Bệnh rất nặng được phân loại khi bé có một trong các dấu hiệu. Thứ nhất, bú kém, bên này bú uống không được, co giật, bên này co giật, ngủ ly bì, thở rít, thở khòn khè, suy dinh dưỡng nặng, sốt hoặc hạ thân nhiệt. Thì các bạn thấy, bây giờ đối với bệnh rất nặng, tôi không quan tâm đến mấy tháng hết trơn á, được chưa? Tôi chỉ cần biết nó có một trong những dấu hiệu này thì tôi phân loại nó là bệnh rất nặng. Nhiều người đi du lịch, nhà đi du lịch. Rồi, được chưa? Ví dụ, ngủ ly thì có đánh thức, ngủ ly thì có đánh thức, vậy nó là bệnh rất nặng rồi. Nó có tiếng thở rít, vậy nó là bệnh rất nặng. Được chưa? Rồi, vì vậy xử trí cũng giống nhau, một cái phải chuyển đi bệnh viện, cái phải gửi đi bệnh viện, cái nào cũng vô bệnh viện hết, được chưa? Rồi, xử trí tiếp theo là gì? Cho liều kháng sinh đầu tiên. Rồi, tiêm bắp, mở mặt ra tiêm bắp thì thôi, ở trong bài không có dùng gì hết. Thông thường thì là tiêm bắp. Tại sao không uống? Tại sao không tiêm phòng? Hả? Cái việc hấp thu qua đường tiêu hóa đối với những trẻ bệnh rất nặng, rất hạn chế. Nó có thể ói, nó có thể bị tiêu chảy, hoặc nó có thể uống không được. Vì vì khó đánh thức thì nó không uống được. Cho nên là nó nên được xử trí bằng đường tiêu. Còn tiêm phòng thì sao? Không có dễ. Tại trạm y tế mà nhiều khi mấy cô không chích tiêm mặt được, cho nên là tiêm bắp là con đường thường sử dụng nhất đối với em bé.
Rồi, bên đây thì có 3 cái, bên đây thì có nhiều hơn, bởi vì em bé nó có thể sốt, nó có thể khọt kè, rồi là sốt rét. Dưới 1 tháng, dưới 2 tháng thì ít khi bị sốt rét, vẫn có nhưng mà ít. Và tỷ lệ sốt rét cho tới thời điểm này nó đã giảm rồi. Rồi, có nghĩa là tôi xử trí giống nhau đối với bệnh rất nặng. Viêm phổi nặng thì rút lõm ngực, thở nhanh, rút lõm ngực, giống nhau. Tôi đi xuống một tí, nếu như một em bé thở nhanh, ở nhóm 2 tháng tới 5 tuổi thì tôi phân loại viêm phổi. Có nghĩa là một em bé dưới 2 tháng nó vẫn có thể có hai phân loại là viêm phổi nặng và viêm phổi. Nhưng để đỡ tình trạng xử trí chậm, đặc biệt là do người nhà y tế trễ và nhân viên y tế xử trí tích cực, cho nên người ta gom viêm phổi vào trong cái nhớ nha, có nghĩa là đây là dấu hiệu của viêm phổi, đây là dấu hiệu viêm phổi nặng, đây viêm phổi nặng. Thì đối với trẻ dưới 2 tháng là viêm phổi nặng, cứ dấu hiệu viêm phổi là viêm phổi nặng. À, và xử trí cũng giống như ở trên là chuyển đi bệnh viện, cho liều kháng sinh tiêm bắp, cho liều kháng sinh tiêm bắp, chỉ ấm, chỉ sốt. Tại sao khác biệt? Là bởi vì dưới 2 tháng em bé có nguy cơ gì các bạn? Hạ thân nhiệt, em bé cái dự trữ mỡ của nó ít, mỗi lần nó bú cũng được ít, cho nên là dự trữ đường cũng như dự trữ thân nhiệt của em bé rất dễ bị hạ. Vì vậy nhóm dưới 2 tháng thì chú ý chỉ có riêng là dự ấm. Còn đối với cái nhóm lớn thì bắt đầu mình cần phải điều trị sốt, điều trị khọt kè. Riêng về cái nhóm 2 tháng tới 5 tuổi này, cái này chỉ có cái riêng biệt là có thể giữ lại nếu chúng ta theo dõi kỹ, giữ lại tại địa phương nếu chúng ta theo dõi kỹ. Rồi, còn nếu viêm phổi thì sao? Thì chỉ cần có nhịp thở nhanh so với tuổi. Vậy nếu em bé nó 14 tháng, nhịp thở bao nhiêu lần trở lên là thở nhanh? 14 tháng lớn hơn hoặc bằng 40 lần. Em bé nó là 9 tháng tuổi, lớn hơn hoặc bằng 50 lần, đó được rồi ha. Rồi, thì nếu như bé được phân loại là viêm phổi thì các bạn xử trí cho liều kháng sinh bằng đường uống, cho kháng sinh đường uống, và thông thường cho 2 tới 3 ngày, cho kháng sinh từ 2 tới 3 ngày, sau đó hẹn bệnh nhân tái khám. Liều thì mình không có học ở đây, các bạn qua bên lâm sàng học. Điều trị sốt, hướng dẫn chăm sóc tại nhà, hẹn tái khám. Đó là phần điều trị. Rồi, nếu không có dấu hiệu nào ở phía trên, có nghĩa là bệnh nhân không có dấu hiệu nguy hiểm, ví dụ như ly phì, ví dụ như co giật, ví dụ như bỏ bú, thở rít gì đó, không có dấu hiệu rút lõm ngực, không có dấu hiệu thở nhanh, thì tôi phân loại đó là không viêm phổi và xử trí tại nhà. Xử trí tại nhà là hướng dẫn bà mẹ chăm sóc tại nhà và hướng dẫn bà mẹ các dấu hiệu cần phải đưa bé đến khám tại nhà. Có nghĩa là nếu bé có dấu hiệu này thì bà mẹ bé đến khám lại ngay với tôi. Riêng đối với cái nhóm 2 tháng tới 5 tuổi thì em bé ho trên 30 ngàn hay còn gọi là ho kéo dài thì bé cần phải được nhập viện, nhưng họ mất cấp cứu. Không, ho kéo dài này thì có những cái bệnh lý gì cần phải nhập viện. Các bạn chú ý, ho trên 30 ngàn, các bạn hai chấm đi giùm tôi. Lao, nó có thể bị lao, thì lao họ có tự điều trị ở nhà được. Sau khi tôi phải xác định được bệnh nhân có bị lao hay không, chụp hình phổi, xét nghiệm đàm, rồi loại gì nữa đúng không, em mà cộng em mà trừ nữa, rồi sau đó tôi mới cho phát đồ, thì lúc đó mới về địa phương là thuốc uống 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng gì đó, sau đó kiểm tra lại. Vì vậy ho kéo dài phải được điều trị tại bệnh viện để làm sao hen hay còn gọi là suyễn, hen hay còn gọi là
chuyển, rồi dị vật đường thở, ho gà, dị vật đường thở hay là ho gà. Thì nếu ho trên 30 ngày phải cho nhập viện, còn nếu như nó không có thì chúng ta cũng tương tự cho các cái thuốc điều trị chữa cháy tại họng và hướng dẫn người nhà chăm sóc tại nhà, cũng như là hướng dẫn em bé khi hạ sụt về sát nhà. Một em bé khi phổi sau khi được điều trị 2 cho tới 3 ngày tùy các bạn cho thuốc, cho 2 ngày thì 2 ngày tái khám, cho 3 ngày thì 3 ngày tái khám, thì chúng ta sẽ đánh giá lại hoặc em bé nó đang uống thuốc mà có dấu hiệu gì đó bất thường tới khám, thì chúng ta đánh giá nếu bé không uống được, rút lẫn lực hoặc có cái dấu hiệu nguy kịch khác thì chúng ta phải chuyển đi bệnh viện bởi vì nó đang nặng rồi. Nếu như em bé đó không có đỡ, vẫn còn thở nhanh nhưng không có rút lẫn bằng lực thì chúng ta phải đổi qua một loại kháng sinh khác, đổi qua một loại kháng sinh khác. Còn nếu như chúng ta không có điều trị thì có thể chuyển em bé đi bệnh viện. Còn nếu bé ổn hơn sau 3 ngày tái khám thì ta coi thở bình thường lại chưa, coi bé bớt sốt chưa, bé ăn uống được không. Nếu có thì chúng ta sẽ cho kháng sinh tiếp tục uống đủ 5 ngày hoặc ít nhất là 5 ngày tùy trường hợp bệnh mà chúng ta cho, nhưng ít nhất phải là 5 ngày, thông thường là 5 thì có thể 7 ngày tùy người chúng ta. Rồi, cái bản này nó hơi mờ một tí, các bạn cũng không cần phải học, nhưng mà tôi đưa ra để làm gì? Đây là một cái phiên bản cập nhật mới của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng trong bài các bạn thì còn đang học theo cái phiên bản cũ. Phiên bản cũ, đây là bệnh rất nặng, đây là viêm phổi nặng, đây là viêm phổi và đây là không viêm phổi. Bản cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, nó mới nhất mấy năm rồi, là bệnh rất nặng, viêm phổi, bệnh rất nặng hay là viêm phổi nặng, nó gom chung luôn đó, hai cái này nó gom chung là và viêm phổi, không viêm phổi. Sự khác biệt ở một chỗ là dấu hiệu rút lõm ngực, đây là dấu hiệu rút lõm ngực thì đáng lẽ được coi gọi là gì? Gì bạn? Theo mình học là gì? Là viêm phổi nặng. Thì ở đây nó đưa xuống là viêm phổi, có nghĩa là một em bé nếu có nhịp thở nhanh hoặc rút lõm ngực thì nó đưa chung cho đây là viêm phổi. Fast breathing chest in draw được phân gọi là viêm phổi. Và cho uống kháng sinh, là các bạn thấy nếu mà nhìn kỹ uống amoxicillin cho tới thời điểm này người ta vẫn còn khuyến cáo sử dụng amoxicillin để điều trị viêm phổi chứ không phải là cái gì đó cao cấp nha. Amoxicillin thời điểm mà tôi đi tham quan các cái bệnh viện ở nước ngoài thì tôi đi Singapore thì các bạn thấy thời điểm đó là 2000 mấy, nên là không phải là 2010 thì các bạn biết họ vẫn còn xài penicillin, sau đó mình bắt đầu lên tới Cepo ta chưa nhiều, người ta vẫn còn xài penicillin. Bây giờ mình phải khuyến cáo là amoxicillin hoặc có cao cấp hơn nữa thì amoxicillin cộng với acetaminophen, nó là osmantin đó. Đây khuyến cáo của người ta là amoxicillin riêng hoặc là gói. Rồi phần thứ ba, mục tiêu thứ ba là phòng bệnh, nêu được các cái biện pháp phòng bệnh để phần mình dễ. Đó chính là gì? Nếu như em bé có các cái yếu tố nguy cơ đó là ăn no, nhẹ cân thì chúng ta cần phải quản lý thay thế cho tốt, có nghĩa là để phòng tránh được các cái tình trạng bệnh đó. Ví dụ như ăn no, nhẹ cân thì bác sĩ Nhi thua, phải để cho bác sĩ sản làm, bác sĩ Nhi không có đụng vô được ở đây. Rồi khi nó sanh ra thì phải tổ chức một cuộc sanh an toàn dẫn các cái tai biến, thì ở đây là sự phối hợp của bác sĩ sản và nhi. Chính vì vậy mà các bạn thấy
bắt đầu các cái tỉnh người ta có cái mô hình bệnh viện gì sản nhi nhi chung, ha, bệnh viện sản nhi nhi chung. Ví dụ như là ở An Giang chẳng hạn là có bệnh viện sản nhi riêng, ha, một số các cái tỉnh khác thì có bệnh viện sản nhi riêng, như ở Cà Mau thì có bệnh viện sản nhi. À, vì vậy đây là lúc này là bắt đầu bác sĩ nhi sẽ tham gia gì, nếu như bác sĩ sản đánh giá đứa này thành khó hoặc đứa này có dây rốn quấn cổ vân vân là vân vân, thì bác sĩ nhi sẽ đứng ngay tại phòng thăm lấy tiền kia bé ra đời, thì bác sĩ nhi sẽ tham gia hồi sức em bé. Và người ta có luôn nguyên một cái chương trình để chăm sóc ngay sau sinh, có nghĩa là ta có nguyên cái hướng dẫn là khi em bé mới vừa chào đời thì tôi phải làm bước gì, phải làm bước gì. Các bạn biết chưa học tới, nhưng đố các bạn em bé vừa mới sinh ra đời thì ta khuyến cáo làm cái gì đầu tiên? Chứ có nguy cơ chẳng hạn, nguy cơ thôi chứ chưa bị nha, làm gì ạ? Hả? Không, bây giờ nó thấp hay không thì tôi không biết, nhưng mình làm cái gì cho em bé? Hút trà nhớ. Rồi, hút trà nhớ rồi làm gì? Hả? Ví dụ như em bé đó, bác sĩ sản đánh giá là có nguy cơ bị ngạt, bị thiếu oxy chẳng hạn, thì làm gì? Cái đầu tiên người ta khuyến cáo là phụ ấm cho em bé. Mình rất dễ bị lầm à, mới vừa sinh ra là gắn thì cái dây oxy đó mà không có, người ta kêu là thứ nhất là phụ ấm kích thích em bé để đánh giá nhịp thở, bởi vì lúc này chúng ta không dựa vào cái gì SPO2, cái SPO2 là gì không? Để khai đi mặt sàn rồi bắt cho tài đó để đánh giá tài tài nó có đủ oxy hay không. Thì lý do giai đoạn này ấy, nói giai đoạn này hemoglobin em bé là hemoglobin gì? Hemoglobin S nhá, học sinh lấy rồi hemoglobin S, cho nên là cái SPO2 nó sẽ tăng rất chậm, chứ phải thành ra cái thở oxy cái là bút lên cái 90-95-100 liền, mà nó tăng lên từ từ. Vì vậy cái động tác là kích thích hay là lau ấm cho em bé, ủ ấm cho em bé, chí đề cho em bé, một cái thích cho em bé nó thở. Rồi khi em bé nó xanh thì cơ thể non yếu thì cái bác sĩ nhi phải làm cái công việc và hướng dẫn cho bà mẹ nuôi con và sữa mẹ, hướng dẫn cho bà mẹ ăn uống đầy đủ các cái chất để giúp cho em bé không có bị suy dinh dưỡng, giúp cho em bé có được cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất. À, đó là gì các bạn? Sữa mẹ. Sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất, trừ những trường hợp đặc biệt mẹ bị bệnh không còn mẹ, ví dụ như là vì lý do gì đó mà không có mẹ, hoặc là mẹ bị bệnh mà không thể cho em bé uống sữa được, thì lúc đó chúng ta phải tính cách khác. Nếu không thì phải duy trì cái nguồn sữa mẹ. Trẻ bị suy dinh dưỡng dễ bị bệnh, đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo, thì chúng ta phải tiêm chủng cho em bé đầy đủ. Bài tiêm chủng các bạn đã học sao? Khám bệnh và điều trị kịp thời. Rồi, cách ly trẻ bị bệnh, trẻ bị suy dinh dưỡng thì chúng ta phải điều trị. À, ngoài ra thời tiết không khí nó cũng ảnh hưởng tới bệnh lý của em bé, thì chúng ta phải vệ sinh nhà cửa và không được hút thuốc lá. À, thuốc lá ảnh hưởng trực tiếp tới người hút và ảnh hưởng gián tiếp tới cái người xung quanh, được gọi là hút thuốc lá thụ động. À, mà hút thuốc lá thụ động thì bệnh cũng đồng tương đương với cái người hút. Ông sướng mà tôi khổ, hút thì nó sướng đúng không ạ? Cái người hút thì có vẻ như sướng, bệnh có hay không tôi chưa biết, nhưng cái người xung quanh nó khổ, cái người không hút được nghe cái mùi đó không có chịu được ha. Cho nên là không được hút thuốc lá ở trong nhà, trong cái xung quanh môi trường để mình sống. Cái thuốc lá bay được bao xa, cái khói thuốc lá bay được bao xa đấy, không có hút bay được bao xa, đúng không? Để nhỏ con nè,
Có không? Vì đó thử coi tay được bao ta. Đó. Hả? 15 mét. Có coi trước này hả? Chính xác các bạn ha. Cái thuốc lá nó bay được tới 15 mét và nó vươn trên áo của cái người hút và có thể đi tới đó. Có thể là các bạn không nghe được mùi, nhưng các cái hóa chất trong cái khói thuốc lá vẫn còn bay xa tới 15 mét. Về chăm sóc thì các bạn biết, thứ nhất phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ khi trẻ bị bệnh. Không quan tâm tới nó bệnh nhiều, trong bệnh khô mắt cũng vậy, cũng cần phải đầy đủ các cái chất từ dinh dưỡng. Thì việc này bây giờ nó ít rồi, nhưng trước đây nó vẫn có. Và khi em bé bị bệnh thì người nhà hay cho em bé ăn gì? Cháo với muối hả? Sao ăn cháo với đường, nó dễ ăn, đơn giản nhất, dễ ăn. Thứ hai, ít bị ói. Tuy nhiên là cái việc đó phải làm cung cấp thiếu các cái chất dinh dưỡng cho em bé, tại vì gạo cái đường là một, nó chỉ cung cấp mình có carbohydrate thôi, thiếu gì? Chất béo, thiếu thịt cá là protein và một số các cái rau củ vitamin. Tuy nhiên tại sao mình có làm như vậy? Có cơ sở, em bé nó dễ bị ói hơn khi em bé ăn nhiều thứ. Chính vì vậy là chúng ta phải hướng dẫn người nha, là ăn mỗi lần ít lại. Tại sao? Nó ho nó rất là dễ bị ói. Cho nên người ta cứ nghĩ là tại vì tôi cho nó ăn thịt, ăn cá cho nên nó mới ói, nó không tiêu nó ói. Nhưng mà phải cho nó kích thích ở vùng hậu họng nó ói. Và đúng là nó có không tiêu thiệt. Và khi cái dạ dày nó co thắt thì nó cũng dễ bị tràn ra ngoài, đặc biệt là nó ho. Cho nên là vẫn phải ăn đầy đủ các cái chất. Và ví dụ như thịt cá thì chúng ta có thể làm nhuyễn ra, giúp cho cá hấp thu được tốt hơn và ăn cái lượng nó giảm lại. Nhưng mà chúng ta tăng số lần ăn của em bé nó lên, cho uống nhiều nước để bù lại cái tình trạng mất nước. Không có tiêu chảy nhưng sốt cũng làm cho em bé mất nước, thở nhanh nó cũng làm bé mất nước ha. Vì vậy các bạn phải bù nước cho em bé bằng cách cho nó uống. Giảm ho thì không lạm dụng các cái thuốc ho như bữa nãy tôi đã nói rồi. Mình có thể sử dụng các cái thuốc ho đông y như là Erica, Kilo Ho, Castor, cái gì ngũ phế nam hà gì đó. Trên TV quảng cáo rất là nhiều, thì mình có thể sử dụng các cái thuốc đó, hạn chế sử dụng các cái thuốc ho đông y. Rồi bây giờ tôi không muốn uống cái đó, gì đây? Ho các bạn uống gì hả? Nước ấm, đồng ý. Cái gì nữa à? Ở nhà ba uống gì lúc nhỏ? Hả? Tắt chân tới đường thề, đó là một cái. Cái gì đó? Cái gì nữa? Có ai biết con cần thì lá không? Con cần thì lá trên cái đường thề, vừa ngon vừa bổ vừa mẻ. Cổ đây là có nghĩa là trị một bệnh đó ha. Rồi cần phải giữ ấm em bé, đặc biệt là mùa lạnh, ví dụ như đang cần như là làm sạch mũi để tránh cái tình trạng tắc mũi khó chịu. Các cái dấu hiệu bệnh nặng cần phải đưa bé đến khám ngay, đó là thở nhanh hơn. Và các bạn không cần thiết phải hướng dẫn người nhà đến việc thở, người ta không có khuyến cáo, người ta chỉ cần nói là ơi nếu nó thở nhanh hơn, có nghĩa là chỉ cần đã cảm giác là nó thở nhanh hơn, nó mang nó tới bác sĩ để bác sĩ đánh giá. Nếu một số bác sĩ hiện tại bây giờ theo tôi biết có một số bác sĩ hơi tích cực quá và hướng dẫn luôn bà mẹ biết thở thì cũng được, người ta không khuyến cáo câu đó. Các bạn cứ nói với người nhà bà ơi thấy nó thở nhanh hơn thì mang nó tới. Còn tới đây tôi cũng cần một phòng tư đếm các sự chính xác hơn. Khó thở hơn, thở trở nên khó hơn đó, thở mệt hơn, không uống được, muốn kém thì mang nó tới sang bệnh. Đó là những cái các bạn cần phải chú ý. Và các bạn thấy không cần cái gì cụ thể, chỉ cần bà mẹ đánh giá là em bé này có vấn đề, không được ổn thì cứ mang em bé đến khám.
nhiệm vụ của người bác sĩ là phải đánh giá lại sự chính xác. Rồi, phần này tôi xin nước hoa. Rồi, bài cuối cùng. Anh chị, sao anh có thể làm gì được vậy? Thấy chưa, có thấy không?